Trang Hàng Dương. Đã sáng sớm rồi không cửa nhỉ? Chim kia bật lửa chưa? Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tụ đầy, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa trang Hàng Dương đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư và giao cho Viện Kỹ thuật Công binh khởi công xây dựng và tôn tạo lại vào ngày 19 tháng 12 năm 1992. Sau đó, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục thi công trên diện tích khoảng 20 hectare và được chia làm 4 khu. Khu A gồm có 688 ngôi mộ, trong đó có 7 ngôi mộ tập thể, 91 mộ có tên và 597 mộ khuyết danh. Đa phần các mộ có từ năm 1945 trở về trước. Nơi đây có mộ của liệt sĩ cách mạng Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Linh. Khu B gồm có 695 ngôi mộ, trong đó có 17 ngôi mộ tập thể, có 276 mộ có tên và 419 mộ khuyết danh. Đa số các phần mộ có từ năm 1945 đến 1960. Nơi đây có mộ của Lữ Anh Hùng Võ Thị Sáu và Anh Hùng Cao Văn Ngọc. Khu C gồm có 373 ngôi mộ, có một mộ tập thể, trong đó 332 mộ có tên và 41 mộ khuyết danh. Đa số các phần mộ có từ năm 1960 đến 1975. Nơi đây có mộ của Anh Hùng Lê Văn Việt. Khu D gồm 157 ngôi mộ, trong đó 14 mộ có tên và 144 mộ khuyết danh. Đặc biệt, mộ khu D được quy tập từ các mộ từ Hòn Câu và từ Hàng Keo về. Nghĩa trang Hàng Dương ước tính rộng khoảng 190.000 m². Theo số liệu ước định, có khoảng 20.000 tù nhân đã chết ở Côn Đảo. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nằm ở Hàng Dương. Nghĩa địa tù đầu tiên được lập ở khu vực Chuồng Bò, sau giờ lên Hàng Keo. Từ năm 1944, chế độ khủng bố trắng sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã giết hại hàng ngàn tù nhân. Nghĩa địa Hàng Keo hầu như hết chỗ, thực dân Pháp mới mở thêm nghĩa địa Hàng Dương để chôn tù. Tính đến ngày Côn Đảo hoàn toàn giải phóng năm 1975, nghĩa trang lịch sử này tròn 35 tuổi. Nghĩa trang Hàng Dương khiêm nhường nằm giữa những hàng dương, cát trắng và sóng biển du từ ngàn đời. Cổng nghĩa trang được thiết kế đơn giản, mang tính ước lệ với hình vuông, tròn, biểu tượng của luân hồi, giới hạn của âm dương đều nằm gọn trong dòng chữ Nghĩa trang Hàng Dương. Đằng sau cổng có đường nhỏ dẫn vào từng khu mộ, vốn trước đây được những người tù gọi là đường Thiên Thu. Mặt đường vẫn được giữ nguyên những nét đơn sơ, chỉ thêm kè gạch đỏ. Sân hành lễ trang trọng là trung tâm của nghĩa trang, nổi bật với cột biểu tượng như một dáng đứng bất khuất, tinh thần chung của những người đã ngã xuống nơi đây. Bức phù điêu khắc họa hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù được làm ẩn dưới chân của cột biểu tượng này, với ẩn ý rằng thời địa ngục đã xa và giờ là ánh sáng, là sự sống, là thanh bình đã trở lại với hòn đảo xinh đẹp ngày hôm nay. Nghĩa trang Hàng Dương được bảo tồn như một di tích lịch sử đặc biệt. Nghĩa trang Hàng Dương với hàng ngàn nấm mộ có tên và không tên là bằng chứng hùng hồn về tội ác của đế quốc thực dân đối với dân tộc ta. Đó là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc, những người đã đối mặt với kẻ thù giữa lao tù, xiềng xích trong cuộc đấu tranh về độc lập, tự do của dân tộc. Nghĩa trang Hàng Dương là điểm hành hương đông khách nhất ở Côn Đảo, cả ngày lẫn đêm.
Nhiều người Việt xa quê cũng tìm đến viếng. Ai đến Hàng Dương cũng lạnh người vì cảm xúc. Người nước mắt lã chã, người cố lút nước mắt vào trong trước hàng ngàn tấm nấm mộ bình dị như cuộc đời cao cả tuyệt vời của các chiến sĩ cách mạng, sẵn sàng hy sinh tất cả, chấp nhận mọi hình thức tra tấn dã man để giữ được lòng chung với nước, với cách mạng. Rất nhiều nấm mộ còn chưa có tên. Mỗi lần đến Hàng Dương là dịp để soi lại mình, xưng tội với những người đã nằm xuống trên đảo. Họ đã chết cho chúng ta được sống. Có một điều mà nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao tên của nghĩa trang không phải là Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương mà chỉ là Nghĩa trang Hàng Dương. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng tên Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương cũng đã từng được gắn lên cổng của nghĩa trang. Nhưng sau một tuần, tên này được gắn lên cổng. Sau khi đã có một số ảnh chụp của khách du lịch được đăng tải trên báo, dư luận trong cả nước đều nhất loạt phản ứng gay gắt. Theo ý kiến dư luận, thì nghĩa trang Hàng Dương đã có lịch sử cả trăm năm. Tù nhân ở Côn Đảo có đủ tất cả các thành phần. Tù chính trị có, tù thường phạm có. Khi bị hành quyết hoặc ốm yếu mà mất đi thì đều lấp xác ở nghĩa trang này. Nếu gắn tên nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương thì các đối tượng hình sự, trộm cướp có mộ ở đây đều trở thành liệt sĩ hết. Mà việc tách bạch mộ nào là liệt sĩ, mộ nào không phải là liệt sĩ là điều không thể làm được. Sau các cuộc thảo luận, các nhà chức trách thống nhất bỏ hai chữ liệt sĩ trong tên nghĩa trang đi. Khi đó nghĩa trang chỉ còn là nghĩa trang Hàng Dương. Đến Côn Đảo không thể không ghé thăm mộ cô Sáu. Thậm chí cô Sáu đã trở thành lý do khiến hòn đảo xa xôi này trở nên gần gũi hơn với đất liền. Mọi người thường đồn rằng cô Sáu mất khi còn trẻ là một biểu tượng của tinh thần bất khuất lên linh thiêng lắm. Cô Sáu ra đi khi còn rất trẻ, mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Mà theo quan niệm thì những người chết trẻ thường rất linh thiêng. Hàng năm ở Côn Đảo có hai ngày giỗ lớn, đó là ngày giỗ bà Phi Yến và ngày giỗ cô Sáu 23 tháng 1 dương lịch, ngày mất của cô. Nhưng từ năm 2010 đến nay, người dân Côn Đảo thường lấy ngày 27 tháng Chạp âm lịch làm ngày giỗ cô Sáu. Vào ngày này, tất cả các gia đình sinh sống ở vùng đất Côn Đảo đều làm mâm cơm cúng như cúng chính những người thân trong gia đình mình. Nhiều người còn mang lễ vật, hoa quả, đèn hương ra nhà tưởng niệm ở ngay thị trấn để đi lễ cô Sáu. Và tại mộ cô Sáu, mọi lễ vật đều được bày trí rất trang nghiêm với ước mong được cầu bình an. Người dân ở đây nói rằng cần gì cầu gì, chỉ cần đến thắp hương cầu cô Sáu mọi việc sẽ được viên mãn. Cũng chính vì thế mà hàng nghìn người đến với vùng đất Côn Đảo đều không thể không ghé viếng thăm mộ cô Sáu với ước mong được bình an, gia đình được hạnh phúc. Cuộc đời cô Sáu là một bản trường ca về lòng dũng cảm và quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Cô Sáu tên thật là Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong cảnh đất nước nằm than, cô đã chứng kiến thực dân Pháp hà hiếp, giết chóc đồng bào, tàn phá quê hương mình. Mới 14 tuổi, cô đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng, trốn lên ở trên chiến khu. Năm 1949, cô tham gia đội công an xung phong Đất Đỏ, làm liên lạc tiếp tế. Năm 1950, tại trận chiến Đất Đỏ, cô bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã lém lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng tòng. Cô bị tòa án binh kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951, bị giam tại nhà tù Đất Đỏ. Sau đó địch chuyển cô về khám Chí Hòa. Và ngày 21 tháng 1 năm 1952, cô bị đẩy ra Côn Đảo với số tù 6267 và bị giam riêng ở Sở Cỏ. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, cô bị xử bắn tại Côn Đảo khi mới 19 tuổi. Cô Sáu Côn Đảo là người nữ tử tù đầu tiên và cũng là người nữ tử tù nhỏ tuổi nhất. Cô đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2 tháng 8 năm 1993. Do cảm phục cô Sáu, ngay tối ngày 23 tháng 1,
Kiếp Tù làm thợ hồ ở khám 2, banh 1 đã tìm cách đúc một tấm bia bằng xi măng để rõ họ tên, quê quán, ngày chết đặt ở đầu mộ. Sáng hôm sau hay tin, viên sĩ quan chỉ huy ngục Côn Đảo lúc đó là Jack T. đích thân dẫn lính đến đập lát tấm bia, san bằng ngôi mộ. Những người đi làm khổ sai sau đó vẫn nén giấu từng nhúm xi măng để dựng lại bia đắp lại mộ cho cô. Năm 1960, Tăng Tư ra Côn Đảo nhậm chức phó tỉnh trưởng Côn Đảo. Vợ ông này đang mắc bệnh nan y. Nghe chuyện về cô Sáu, ông này âm thầm lập bàn thờ cô trong nhà. Năm 1964, Tăng Tư lên chức tỉnh trưởng. Bà vợ khỏi bệnh, vợ chồng Tăng Tư liền làm lễ tạ và gieo quẻ xin phép được trùng tu ngôi mộ của cô. Rồi Tăng Tư về ngay Chợ Lớn đặt một tấm bia có khắc và ghi rõ liệt lữ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại Bà Rịa, mất ngày 23 tháng 1 năm 1952, và tổ chức buổi lễ long trọng đặt bia trên mộ cô. Bia cũ do những người thợ hồ đúc vẫn để nguyên. Truyền thuyết vẫn lan truyền rằng cô Sáu rất linh thiêng, không ai có thể đập phá được mộ của cô, và những ai trực tiếp chỉ huy phá mộ thì vài ngày hôm sau sẽ chết bất đắc kỳ tử hoặc khủng khủng điên điên. Cũng từ đây, người trên đảo nhắc tới điều gì đều không thể có trời đất quỷ thần, mà thề rằng có cô Sáu chứng giám. Thông thường các ngôi mộ trong nghĩa trang khi tôn tạo đều sắp xếp theo hàng thẳng ngang dọc, nhưng ở nghĩa trang Hàng Dương, các ngôi mộ cũ làm lộn xộn ở đâu xây lại theo đúng vị trí và theo đúng hướng cũ. Những bộ hài cốt mới phát hiện cũng theo nguyên tắc đó. Thực tế số hài cốt phát hiện trong quá trình xây dựng còn nhiều hơn cả số mộ có sẵn. Hình dáng các ngôi mộ cũng không cần xây vuông vức, mà chỉ xây thô bằng đá, gần như một đống đá đổ trên mộ. Trên mỗi đầu ngôi mộ có một trụ bia bằng bê tông. Đầu trụ bia có gắn một khối đá granite màu đỏ, trên đó có khắc tên, nếu xác định được tên, và một ngôi sao. Tại nghĩa trang Hàng Dương, ngoài mộ của cô Sáu còn rất nhiều các mộ của các anh hùng liệt sĩ nổi tiếng khác. Ngay cạnh mộ của cô Sáu là mộ của liệt sĩ anh hùng Hồ Văn Năm. Liệt sĩ Hồ Văn Năm sinh năm 1934, quê quán tại Long Hồ, Vĩnh Long. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt. Ông sớm nghe theo tiếng gọi cứu nước, tham gia chống giặc Pháp xâm lược và đã có hành động anh hùng giết giặc lập công. Ông đã bị kẻ thù bắt và sát hại khi tuổi đời còn rất trẻ. Theo những tài liệu còn ghi nhận được, thì liệt sĩ Hồ Văn Năm cũng bị xử bắn cùng giờ cùng ngày với liệt sĩ Võ Thị Sáu. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo là một di tích có giá trị tố cáo chế độ thực dân đế quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Do đó, nghĩa trang Hàng Dương khác hẳn với các nghĩa trang liệt sĩ khác có trong nước ta, không phô trương, khác với thực tế, lịch sử, mà hài hòa, hòa hợp với cảnh trí thiên nhiên, gây ấn tượng, tưởng niệm sâu lắng. Có những bài thơ mà hôm nay chúng ta đọc lại vẫn thấy rùng mình. Núi Côn Lôn được pha bằng máu, tất Côn Lôn 5-6 lớp xương người, mỗi bước chân che lấp một cuộc đời, mỗi tảng đá là một trời đau khổ. Hay là nghĩa địa Hàng Dương vùi thây bao số phận, hết lớp này lớp khác dập lên trên, mặt phẳng lì khâu mô đất nhô lên, không bia mộ, không tên và không tuổi. Những vần thơ trên đã nói lên cách chôn tù của thực dân và đế quốc ở Côn Đảo. Nhất là trong thời thực dân Pháp, mỗi khi có một người tù chết, cai ngục cho an táng bằng cách dùng hai chiếc bao hàng, một chiếc chùm từ trên đầu xuống, một chiếc chùm từ dưới chân lên rồi buộc lại bằng vài nuộc dây, sau đó đưa ra nghĩa địa đào một cái hố sơ sài để vùi xuống, bên trên cắm một cọc gỗ có đính một mảnh nhôm khoảng 2-3 cm, trên mảnh nhôm ấy chỉ ghi vắn tắt số tù, ngày quá cố của người tù. Mấy hôm sau, những đợt gió mạnh hoặc trâu bò dẫm bừa lên cọc gỗ ngã và thế là mất hết dấu vết. Chưa kể những trường hợp tù nhân đi làm khổ sai, bị tai nạn hoặc kiệt sức chết, bọn cai ngục thường cho vùi chôn ngay tại chỗ. Nhiều chuyến vượt biển của tù nhân bị sóng gió, thuyền bè chìm đắm giữa biển khơi. Có thể nói rải rác khắp Côn Đảo đều có xác tù. Trải qua 113 năm ngục tù Côn Đảo, có khoảng 2 vạn người đã yên nghỉ. Nhưng thực tế dấu vết còn lại đến ngày hôm nay là 1921 phần mộ. Trong đó chỉ tìm được 713 phần mộ có dân tính.
Vì trong quá trình bị địch bắt tù đẩy, có nhiều người tù chính trị giữ vững khí tiết và bí mật cho cơ sở nên đã khai tên tuổi, quê quán giả. Dù cho mộ chí ở đây có tên hay không tên, được tôn tạo hay còn bị vùi nấp, thì mỗi nắm đất nơi đây đều là một dấu tích của bao sự kiện đấu tranh cách mạng. Trước mắt của chúng ta là mộ của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Niu Chí Hiếu. Niu Chí Hiếu sinh năm 1913 tại làng Hương Cát, xã Trực Thành, nay là thị trấn Cát Thành, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định. Ông mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Năm 1942, ông đã tham gia phong trào thanh niên dân chủ và bị kẻ thù đàn áp dã man. Năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 năm 1955, ông bị địch bắt trong một cuộc biểu tình. Niu Chí Hiếu bị giam ở phòng giam số 6, trại 1 của nhà tù Côn Đảo. Tại đây, ông đã bị tra tấn và chịu đủ mọi loại cực hình, thường xuyên bị đánh đập, truy bức dã man của kẻ thù nhằm buộc ông ly khai Đảng Cộng sản. Trên bia mộ của ông vẫn còn bút tích ghi rõ ngày 25 tháng 3 năm 1961, tên tôi là Niu Chí Hiếu, không ly khai Đảng Cộng sản, và được ký tên Niu Chí Hiếu, tôi xin chịu trách nhiệm này. Ông đã hy sinh tại chuồng cọp của nhà tù Côn Đảo sau những đòn tra tấn dã man của kẻ thù vào ngày 24 tháng 12 năm 1961. Tại khu C của nghĩa trang Hàng Dương, có mộ của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Việt. Lê Văn Việt hay còn gọi là Nguyễn Văn Hai, tức Tư Việt hay anh Ba Thợ Mộc. Ông sinh vào năm 1937 tại xã Long Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Long Phước, quận 9, trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng. Ông được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1959 và gia nhập lực lượng vũ trang Thủ Đức vào ngày 3 tháng 2 năm 1960. Ngày 1 tháng 10 năm 1962, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông được phân công làm nhiều nhiệm vụ khác nhau như vào hàng ngũ của địch làm nội tuyến, tham gia diệt ác, trừ gian, làm trinh sát. Ngày 30 tháng 3 năm 1965, ông tham gia vào trận tấn công vào tòa đại sứ Mỹ ở góc đường Hàm Nghi, Sài Gòn. Ông bị địch bắt và đẩy ra Côn Đảo trong đêm 12 tháng 10 năm 1966 tại phòng giam số 3 của trại Phú Hải. Lê Văn Việt cùng với hai người nữa là Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu tổ chức vượt ngục thoát khỏi nhà giam nhưng không thành công. Ông bị địch bắt lại, bị đánh đập dã man, cộng với vết thương cũ tái phát ở bụng nên đã qua đời vào ngày 30 tháng 11 năm 1966. Khi mất, ông là trung đội trưởng biệt động Sài Gòn Gia Định